Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật những tin tức mới nhất của VTC. Sau đây là thông tin chi tiết. Bị déo trả cát xê khi Hồ Văn Cường thi tốt nghiệp xong, phản ứng của Phi Nhung khiến dư luận nản. Cách đây không lâu, câu chuyện Hồ Văn Cường không biết cát xê của mình trong 5 năm qua cũng như số tiền thưởng thần tượng âm nhạc nhí đều do quản lý của Phi Nhung nắm giữ đã gây ồn ào. Phi Nhung phân trần, người quản lý từng nói với gia đình Hồ Văn Cường cần tiền về quê để sửa nhà, nhưng gia đình Hồ Văn Cường nhờ nữ ca sĩ giữ tiền hộ. Phi Nhung khẳng định cô không động đến các xê của con nuôi. Và dù phía gia đình Hồ Văn Cường không muốn cộng đồng mạng đòi hộ tiền ca hát, nhưng vẫn có nhiều khán giả déo Phi Nhung trả các xê. Ngay sau khi Hồ Văn Cường hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều fan nhắc nhở Phi Nhung trao trả lại số tiền toàn bộ cắt xê trong 5 năm qua để Hồ Văn Cường và gia đình của em tự quyết định như đã hứa. Mới đây Phi Nhung khẳng định cô sẽ giữ lời hứa nhưng từ chối trả lời cụ thể để tránh khơi lại ồn ào. Nữ ca sĩ giải bày Tôi không muốn mọi người xới lại chuyện này vì những ngày qua tâm lý của Cường rất ổn định, không có biểu hiện gì lạ hết. Tình cảm mẹ con chúng tôi vẫn tốt đẹp. Tôi không muốn cộng đồng mạng làm dối rắm tinh thần và tâm lý của mẹ con tôi nữa sau ồn ào hồ văn cường dường như mất tích khỏi mạng xã hội có thể thấy hồ văn cường đã dành thời gian cho việc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông không muốn bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện từ mạng xã hội về phía phi nhung dù có hạn chế hoạt động trên mạng xã hội hơn nhưng mà nữ ca sĩ vẫn thường xuyên trả lời những bình luận của cư dân mạng trước giờ hồ văn cường chính thức bước vào cuộc thi tốt nghiệp phi nhung đã gửi lời chúc đến hồ văn cường nữ ca sĩ viết thi tốt nha làm con của mẹ không gì mà không thể Chúc con thi thành công, ở nhà đợi tin con đó, cố lên. Trước đó vào chiều cùng ngày, dân mạng đã chia sẻ rầm rộ hình ảnh Hồ Văn Cường được mẹ ruột đích thân hộ tống đến điểm thi để làm thủ tục. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày, ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Theo một chia sẻ cách đây chưa lâu, Hồ Văn Cường từng cho biết bản thân mong muốn đỗ vào ngành học marketing của một trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố. Nam ca sĩ hy vọng sẽ được thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn khác ngoài ca hát. Có thể thấy, Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, không hề giãn nứt như tin đồn. Tuy nhiên, khi Hồ Văn Cường hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều dân mạng nhắc khéo Phi Nhung trả lại tiền cát xê như lời hứa. Thay vì phản hồi gay gắt, Phi Nhung lại vui vẻ đề nghị những khán giả này hãy qua nhà chị. Chị đưa cho em nha, hi, hi. hoặc hỏi ngược lại netizen, hi hi hi, trả cho em hả? Màn hồi đáp của Phi Nhung đã bị nhiều người cho là thiếu nghiêm túc, dù cô đang bị anti-fan cà khịa thì cũng không nên trả lời một cách đùa cợt như vậy, bởi chuyện tiền bạc của Hồ Văn Cường được rất nhiều người quan tâm chú ý. Nhiều người vẫn cho rằng Hồ Văn Cường đã 18 tuổi và Phi Nhung nên chuyển toàn bộ thu nhập của nam ca sĩ cho gia đình để Hồ Văn Cường cùng bố mẹ tự quản lý chi tiêu. Bởi trong số các ca sĩ nhí có bố mẹ nuôi là ngôi sao nổi tiếng, chỉ có Hồ Văn Cường là không được nắm giữ thủ lao của mình mà thôi. Hiện tại công chúng vẫn đang chờ Phi Nhung thực hiện lời hứa trả tiền cắt xê sau khi Hồ Văn Cường thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông trong diễn biến mới nhất dân tình phát hiện ra phi nhung đã bất ngờ tắt hết bình luận loạt clip trên tiktok của mình cụ thể trên tài khoản tiktok của phi nhung mấy ngày trước phần bình luận của các đoạn clip vẫn còn được hiển thị như bình thường thế nhưng mới đây khi vào xem các clip của phi nhung thì không thể bình luận tương tác cũng như xem những bình luận khác trước đó có vẻ như nữ ca sĩ đã khóa tính năng này cho các clip của mình trên tiktok động thái lạ này của phi nhung khiến dân tình nửa tò mò nửa hoang mang không lâu sau ồn ào nổ ra Phi Nhung cũng đã khóa bình luận Facebook để tránh những điều tiếng chỉ trích và đến nay cũng đã mở lại để fan tương tác bình thường. Chính vì thế, khiến không rõ lý do vì sao Phi Nhung lại chuyển sang tắt bình luận trên TikTok. Một số người cho rằng đã có không ít anti fan và bộ phận cư dân mạng đã tràn vào để lại nhiều bình luận tấn công Phi Nhung liên quan đến những ồn ào vừa qua, đặc biệt là những màn đòi tiền cát-xê cho Hồ Văn Cường từ Phi Nhung có lẽ nữ ca sĩ đã tạm tắt bình luận trên TikTok để dân tình bình tĩnh, sự việc lắng xuống nhiều hơn sẽ mở trở lại. Trên Facebook, trong một bài đăng gần đây, màn đối thoại giữa Phi Nhung và fan tiếp tục khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, fan này đã để lại bình luận chúc mừng Phi Nhung vì đã chiến thắng và vượt qua mọi thứ, trong khi đó, nữ ca sĩ trả lời: "Cảm ơn con." Phản ứng của Phi Nhung khiến nhiều người liên tưởng về những lần cô giáo đáp trả anti-fan trước đây trong những tình huống dù căng thẳng hay bị đối chất, Phi Nhung vẫn hết sức bình tĩnh và thường xuyên cảm ơn. Nhưng lần này, phải chăng Phi Nhung đã ngầm thừa nhận sau hàng loạt scandal thì cuối cùng mình đã chiến thắng. Một số khán giả cũng đã tỏ ra thắc mắc, khi bài đăng của Phi Nhung thời gian gần đây chỉ toàn bình luận khen, rất hiếm khi thấy những ý kiến mang tính tiêu cực. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Phi Nhung cho biết, những ngày qua cuộc sống của tôi không có nhiều biến động lắm. Tôi cùng nhiều anh chị em nghệ sĩ đi nấu ăn cho các bệnh nhân ở các bệnh viện và trao tặng đồ bảo hộ y tế cho các điểm cách ly. Chúng tôi cũng chung tay tổ chức chợ không đồng để hỗ trợ và giúp đỡ cho bà con có đủ nhu yếu phẩm sinh hoạt trong những ngày dịch. Chúng tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được những việc bé nhỏ để có thể giúp đỡ cộng đồng. Dĩ nhiên khi tình hình dịch bệnh căng thẳng, ai cũng có những nỗi lo lắng riêng, nhưng mình vẫn phải cố gắng hướng suy nghĩ đến những điều tích cực. Mình có tích cực thì mới giúp được mọi người xung quanh sống tích cực trước. Và chúng tôi luôn tin là Sài Gòn sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 trong ngày nay, ngày mai. Mọi người sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường. Nói về lý do hoạt động mạng xã hội rầm rộ trở lại, nữ ca sĩ cho biết, sở dĩ tôi không muốn mở Facebook là để yên tĩnh, không vướng bận bởi những việc ồn ào, hòng tập trung làm từ thiện với lại giai đoạn này, tôi muốn làm mọi việc âm thầm, không muốn công khai cho mọi người biết. Miễn sao, việc mình làm là đem lại những hiệu quả thiết thực cho mọi người là được. Mới đây, ca sĩ Phi Nhung đã tái xuất với ca khúc do chính cô sáng tác và thể hiện. Ca khúc mang tên là gì thế đã lấy chủ đề về danh lợi. Cụ thể, trên trang cá nhân của chính chủ, nữ hoàng băng đĩa gắn link YouTube của bài hát kèm dòng caption ngắn gọn. Là gì thế? Danh lợi ơi! Một sáng tác của Phi Nhung. Mời cả nhà cùng nghe thử nha. Theo đường dẫn được chia sẻ, bài hát của Phi Nhung có dung lượng dài hơn 3 phút với giai điệu mượt mà, đằm thắm, kết hợp tiết tấu chậm rãi đi sâu vào lòng người. Đặc biệt, trong sản phẩm âm nhạc này, nữ ca sĩ đã khiến dân tình đổ gục bởi giọng hát trữ tình ngọt ngào, sâu lắng lại vô cùng truyền cảm. Có thể nói, đây là bản tình ca đã chạm đến trái tim của mỗi người yêu nhạc bởi từ câu từ đến cách hòa âm phối khí đều vô cùng sâu sắc. Đang chú ý một cư dân mạng đã không khỏi ngỡ ngàng khi bà mẹ đông con nhất Việt Nam tiết lộ đây là bài hát do chính cô sáng tác để gửi tặng khán giả. Trích một đoạn nổi bật trong ca khúc là gì thế? Là gì thế, danh lợi ơi, ta đã khổ vì danh nhiều lắm, ta đã đau vì lời dập vùi, con tim ta chịu quá nhiều bão tố, thân đã gầy tâm đã mệt, danh lợi ơi. Rồi một hôm ta nhận ra, gia tài thật sự mà ta đang có, không là gì khác, là hiểu biết trọn vẹn với tỉnh thức, với yêu thương. Rồi một hôm ta nhận ra, gia tài thật sự mà ta đang có, không gì là khác, là chi túc, là tâm ân. Từ đó có thể thấy, sau hàng loạt drama liên tiếp kéo đến, Phi Nhung như mượn lời bài hát để có thể chút bỏ tâm sự với mong muốn khán giả có thể thấu hiểu hơn nỗi lòng của cô một người con nuôi bất ngờ công khai chuyện phi nhung suy sụp khác hẳn với lần xuất hiện gần đây thời gian qua thì lùm xùm tiền bạc giữa ca sĩ phi nhung và con nuôi hồ văn cường vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc Tưởng đâu sự việc đã êm xuôi khi phía Phi Nhung không có động thái gì mới suốt một tuần qua. Tuy nhiên mới đây thì Đức Hiếu, con nuôi của Phi Nhung viết trạng thái gây chú ý với nội dung là: "Đầu tiên em xin chào quý anh chị và cô chú. Em là con của mẹ Nhung. À, gần đây em cảm thấy rất buồn vì khi nhìn thấy mẹ em sức khỏe suy sụp khi phải lo lắng cho đứa em của em, Hồ Văn Cường. Tất cả ai cũng biết mẹ em là một người lương thiện mang tâm Phật nên ít khi làm Phật ý ai." em tin mẹ em luôn quan tâm đến người khác em cảm thấy rất buồn khi quý anh chị buông những lời nói làm ảnh hưởng đến mẹ em em cường đang trong kỳ tập trung ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên cần phải tập trung cao độ vào việc ôn thi quý anh chị phải để em ấy tập trung vào việc ôn thi em rất thương mẹ em nên mọi người thương thì thương cho đúng danh nghĩa của chữ thương chứ đừng buông những lời ác ý làm ảnh hưởng đến người khác em biết ai cũng có thần tượng nhưng làm theo đúng cách họ cho vui, hạnh phúc, chứ không phải là đua nhau vào để phá hoại hạnh phúc của họ thì không nên vậy ạ. Sống phải cho tốt để ngừng cao đầu với xã hội, sống đúng nghĩa danh là con người. Mấy ngày vừa qua thì em cảm thấy trong người em rất khó chịu và lo cho mẹ. Em nghĩ ai cũng có sai lầm, có sai thì có sửa. Là fan, tất cả quý anh chị cũng phải biết suy nghĩ cho idol của mình phía trước là nụ cười với anh chị ai biết đằng sau là những sự châm chọc nói xấu em là con em hiểu mẹ em thế nào nếu đúng là chữ thương nên xin tất cả quý anh chị thả nhẹ lòng loại bỏ khẩu nghiệp có lẽ cuộc đời an vui hơn xin chào anh chị ạ